Hôm nay chúng ta tiếp tục với chuỗi bài học ngữ pháp tiếng Anh không hề khó. Hãy cố gắng xem hết video này. Bạn sẽ thấy hết sợ tiếng Anh. Tại vì tiếng Anh nó có những cái nguyên tắc. Khi chúng ta nắm được cái nguyên tắc đó, nó sẽ thấy nó dễ hơn. Đầu tiên, chúng ta hãy thử nhìn vào cái này. Có một quyển tập trên bàn. Khi chúng ta nhìn thấy một quyển tập trên bàn, chúng ta nói là có một quyển tập trên bàn. Thì cái từ có này, chúng ta sẽ không có dịch là have. Tại vì have ở đây á là sở hữu. Khi mà các bạn nói have có nghĩa là bạn sở hữu. Khi bạn nói là I have a book là cái cuốn sách đó là của bạn. Từ have này không phải là có mà là sở hữu. Tôi sở hữu cuốn sách này. I have a book là tôi có cuốn sách này, là nói đơn giản thôi. Rồi còn cái có một cái gì đó ở đâu đó. Khi các bạn nói là có cái gì đó ở đâu đó thì chúng ta sẽ dùng là there. Có một quyển sách là there is a book. Trên bàn là on the table. There is a book on the table. Nhưng mà nó có rất là nhiều dạng. Và ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn tất cả những dạng đó. Thứ nhất là có một cái gì đó ở đâu đó. Giống như là có một quyển sách ở trên bàn gì đó. Trên mặt bàn có vết dơ kìa. Có nghĩa là không hẳn là chúng ta sẽ phải nói là có vết dơ trên mặt bàn, mà chúng ta có thể biến đổi rất là đa dạng và phong phú. Trên mặt bàn có vết dơ kìa, thì chúng ta vẫn dùng là, để tôi ghi viết đỏ cho nên dễ nhìn, chúng ta vẫn dùng là there's. Vết dơ là chúng ta dùng đơn giản là từ dirt. There is dirt. Trên mặt bàn là on your face. Vậy trên mặt bạn có vết dơ kìa. There's dirt on your face. Hoặc là có một cọng tóc ở trong thức ăn của bạn kìa. Đó là there's a hair đó, on your plate. Có nghĩa là có một thông báo cho người ta là có cái gì đó ở đầu đó. Thì chúng ta dùng công thức này. Cái thứ hai chúng ta nhìn vô. Có cái gì đó đang thực hiện một hành động gì đó. Có một cái gì đó đang thực hiện một cái hành động gì đó, hoặc là có ai đó đang thực hiện một cái hành động gì đó. Ví dụ như có ai đó đang gõ cửa kìa. Có ai đó đang gõ cửa kìa. Thì có ai đó là there is someone. There is someone. Đang thì chúng ta dùng cái động từ thêm in knocking. Knocking knocking on the door. Vậy là có ai đó gõ cửa kìa. Hay là tiếng Việt mình nói một cách đơn giản hơn, đó là có ai gõ cửa ở ngoài kia, ở ngoài, có ai gõ cửa kìa. Thì there's someone knocking on the door. There's someone knocking on the door. Ví dụ như chúng ta nói là có chiếc xe nó chạy tới kìa. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Các bạn thử bình luận bên dưới ha. Câu tiếp theo mà chúng ta học, công thức tiếp theo mà chúng ta học đó là có ở trong quá khứ. Có nhưng mà nó ở trong quá khứ, nó không phải ở hiện tại. Có nghĩa là điều này nó đã diễn ra rồi trong quá khứ. Có ở đây là có ở hiện tại. Ví dụ như chúng ta nhìn vào cái biểu đồ sau đây. Cái biểu đồ sau đây. Ở đây là hôm nay và ở đây là hôm qua. Và chúng ta đang ở đây. Khi mà chúng ta nói có trong quá khứ, có nghĩa là nó diễn ra trong khung thời gian này. Ví dụ như hôm qua nè. Hôm qua quá chừng người đến sinh nhật tôi. Hôm qua có rất nhiều người đến sinh nhật tôi. Thì chúng ta sẽ không dùng there is nữa, mà chúng ta dùng là there was. There was. Okay. Hoặc là there were này. Có nhiều người nên chúng ta, nhiều người nên chúng ta dùng there were này. There were a lot of people. A lot of people. There were a lot of people ở sinh nhật tôi là at my party. At my party. At my birthday party. There were a lot of people at my birthday party yesterday. Đó, there were a lot of people at my birthday party yesterday. Đó gọi là có trong quá khứ. Ví dụ mình nói là hôm qua có người kiếm anh. Đó, thì chúng ta dùng công thức này. Rồi, chúng ta tiếp tục có trong tương lai, có nghĩa là nó không phải ở đây mà nó ở trong một cái thời điểm nào đó trong tương lai. Ví dụ như ngày mai ăn tiệc rồi có nhậu không. Ví dụ như bạn ngày mai bạn tổ chức một bữa tiệc thì cái anh bạn của bạn hỏi là có nhậu không.
Đó, có nhậu không? Thì anh này sẽ nói là ví dụ như mình nói là mình đổi lại cái thành cái câu khẳng định cho nó dễ, là ngày mai là ăn tiệc là có nhậu đó, thì chúng ta sẽ nói là there will be booze. There will be booze. Booze là một cái slang, một cái từ dùng để chỉ rượu các bạn. There will be booze. Okay, there will be booze. Đó thì là có rượu. Thì nếu mà có trong tương lai thì chúng ta sẽ dùng will be. Nếu mà có trong quá khứ thì chúng ta sẽ là there was hoặc là there were, có hiện tại là there is hoặc là there are. Nếu mà chúng ta hỏi thì chúng ta nói là will there be booze? Will there be booze at the party? Đó. Thì tiếng Việt mình dịch một cách nôm na là mai là tiệc, như vậy là có nhậu không? Có một cái gì đó ở trong tương lai. Tiếp theo chúng ta nói có một cái gì đó nhưng mà sử dụng thì hoàn thành. Ví dụ chúng ta hỏi là chúng ta nhìn vô cái hình ảnh này. Ở đây là trong quá khứ, ở đây là hôm qua, còn đây là hôm nay, còn chúng ta đang ở thời điểm này. Khi mà chúng ta hỏi là tuần này tuần chúng ta nói là tuần này mưa quá trời, tuần này mưa quá trời, có nghĩa là từ đầu tuần cho đến ngay bây giờ, có nghĩa là khoảng thời gian này nó mưa quá trời luôn và nó kéo dài tại một thời điểm trong quá khứ đến ngay tại thời điểm hiện tại, thì chúng ta sử dụng thì hoàn thành. Chúng ta sẽ nói là do nó có từ tuần này nè, nên chúng ta sẽ nói là there has been a lot of rain this week. There has been a lot of rain this week, là tuần này mưa quá trời luôn. Hoặc là hổm rày, hổm rày có nghĩa là từ một thời điểm nào đó trong quá khứ đến tại bây giờ, hổm rày. Có một sự hiểu lầm giữa họ, có nghĩa là họ có một cái họ họ hay tiếng Việt chúng ta hay nói là hổm rày, họ gây cấn quá trời luôn, tại vì có từ hổm rày này nên chúng ta sẽ nói là there has been. Hiểu lầm là chúng ta có thể dùng từ misunderstanding. Giữa họ là between them. Hổm rày họ gây cấn quá trời, thì chúng ta có thể nói đơn giản là there has been a misunderstanding between them. There has been a misunderstanding, tại vì hổm rày là một thời điểm nào đó trong quá khứ và tới ngay bây giờ. Vậy tóm lại, có một cái gì đó ở đâu đó hay là có một cái gì đó, thì chúng ta sẽ có những dạng sau đây. Thứ nhất là ở hiện tại, chúng ta dùng để thông báo cho người ta là ở tại một thời điểm nào đó thì có cái gì đó ở đâu đó, hoặc là có cái gì đó đang thực hiện một hành động gì đó. Thứ hai là ở trong quá khứ, có nghĩa là hôm qua có quá chừng người đến bữa tiệc của tôi, hay là hôm qua có ai đó kiếm bạn chẳng hạn. Thứ ba là có ở tương lai, có nghĩa là sẽ có rượu bia ở bữa tiệc. Thứ ba là có nhưng mà sử dụng thì hiện tại hoàn thành, có nghĩa là chúng ta thường thường có những dấu hiệu, ví dụ như tuần này mưa quá trời, tuần này có mưa quá trời, hay là hổm rày họ có một cái sự căng thẳng, họ có một cái sự hiểu lầm với nhau. Hy vọng video hữu ích, hy vọng bài học hữu ích với bạn. Tôi có để lại một cái khóa học phát âm, có thể sẽ hữu ích với bạn. Bạn click vào thử kiểm tra ha, nếu mà thấy phù hợp thì ta sẽ gặp bạn trong lớp học đó. Bye bye.